Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lập để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ tư, ngày 4 tháng 9 năm 2024. Loan Lọc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Cảnh báo lừa đảo tống tiền tinh vi với tin tức cá nhân và hình ảnh nơi ở của nạn nhân. Xả súng trường học ở Georgia, 4 người thiệt mạng, gần 10 người bị thương ngôi nhà ở San Jose, miền Bắc California bị cháy, bị cướp 3 lần. Quận San Bernardino, miền Nam California tịch thu 36 khẩu súng và ma túy. Chỉ huy khu trục hạm Hoa Kỳ cầm súng có ống ngắm gắn ngược mà không hay đã bị tạm ngưng chức vụ. Hội đồng thành phố Huntington Beach, miền Nam California bỏ phiếu 6-1 yêu cầu ông Andrew đổ từ chức. Tổng lãnh sự Trung Quốc ở New York bị trục xuất. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCall đã ra lệnh triệu tập Ngoại trưởng Antony Blinken ra khai về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021. Phó Tổng thống Kamala Harris đề nghị khấu trừ thuế tới 50.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ mới. Thống đốc Minnesota Tim Walz và anh trai thừa nhận bất động về đường lối chính trị. Cựu Tổng thống Donald Trump nói sẽ từ bỏ quyền có mặt tại phiên tòa vào ngày mai thứ Năm. Trung Quốc sử dụng mạng lưới điện toán để ảnh hưởng đến cử tri của Hoa Kỳ. Canada gia tăng siết chặt di trú. Tổng thống Ukraine nói Ukraine sẽ đồn trú trên đất Nga nhưng không giữ lại sau chiến tranh. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là thành viên của NATO, nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS. Hãng thông tấn AP đưa tin, ông Kim Jong-un của Bắc Hàn được cho là đã ra lệnh xử tử hàng chục quan chức sau trận lũ lụt chết người. Từ Việt Nam, ông Tô Ân Sô chính thức được bổ nhiệm làm trợ lý cho ông Tô Lâm. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay cảnh báo lừa đảo tống tiền tinh vi với tin tức cá nhân và hình ảnh nơi ở của nạn nhân. Các nhà chuyên môn bảo mật đang cảnh báo công chúng về một vụ lừa đảo qua email đang có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại khi thủ phạm cung cấp tin tức riêng tư bao gồm cả hình ảnh nhà của người nhận. Hình thức lừa đảo này được gọi là sextortion, hiện nay còn sử dụng hình ảnh ngôi nhà của nạn nhân lấy từ các dịch vụ lập bản đồ trực tuyến như Google Maps để tăng thêm mức độ đe dọa khi đưa ra yêu cầu. Vào tuần này, thì những email đã được gửi đến các đài truyền hình nêu rõ những vụ lừa đảo, trong đó người sử dụng bị nhắm đến bằng tên, kèm theo hình ảnh, địa chỉ đường phố và địa chỉ nhà của họ. Phần đầu của email bao gồm tên đầy đủ của người nhận và nội dung. Ghé thăm địa chỉ của người nhận có phải là cách liên lạc tốt hơn nếu bạn không hành động đúng hay không? Trong có quen quen không? Bên dưới tin nhắn là hình ảnh đường hoặc là nhà của người đó và nó chắc chắn được viết với giọng điệu đe dọa. Một người đã nhận được email lừa đảo này đã chia sẻ tôi cảm thấy mình đang nhận được nhiều vụ lừa đảo hơn trong gmail của mình những ngày gần đây và lý do duy nhất khiến tôi bận tâm đọc email này là hình ảnh con phố của tôi ở đầu tập tin một người ẩn danh khác cũng là nạn nhân nói rằng giống như nhiều người mỹ khác tôi đã quen với việc nhận được thư rác và email lừa đảo nhưng email này có vẻ ở cấp độ tiếp theo nó chứa địa chỉ nhà email số điện thoại và hình ảnh google street view và đường phố của tôi mặc dù chủ yếu là nhà hàng sớm của tôi Mặc dù hầu hết thông tin đó dễ bị phát hiện, nhưng có vẻ như họ đã cố gắng hết sức để nhắm mục tiêu riêng tư vào tôi, nên chắc chắn nó đã gây ra một số báo động và lo ngại. Tin nhắn này được cho là được gửi tới một hacker đã xâm nhập vào máy tính của người nhận và sử dụng webcam của họ để quay video. Kẻ lừa đảo đe dọa sẽ phát hành video cho tất cả những người liên quan đến người nhận, trừ khi họ trả tiền chuột bằng Bitcoin yêu cầu trả từ 2.000 đến 2.200 đô la bằng cách quét mã QR được gửi trong email. Email nêu rõ người nhận chỉ có một ngày để gửi tiền. Email cũng cho biết rằng nếu tôi nghi ngờ bạn đã chia sẻ hoặc thảo luận tin nhắn này với bất cứ ai khác, video sẽ ngay lập tức được gửi đến danh bạ của bạn. Theo cơ quan an ninh, Sektration là tống tiền tình dục đây là một tội nghiêm trọng có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho nạn nhân tống tiền tình dục xảy ra khi có người đe dọa sẽ phát tán tin tức riêng tư và nhạy cảm của người khác nếu họ không cung cấp cho thủ phạm hình ảnh có tính chất khiêu dâm ân huệ tình dục hoặc tiền bạc. Theo FBI, các nhà chức trách đã chứng kiến sự gia tăng các vụ tống tiền tình dục và tống tiền tài chính. Vào tháng 7, thì công ty Meta cho biết họ đã xóa khoảng 63.000 tài khoản Instagram tại Nigeria, đang thực hiện các vụ lừa đảo tống tiền tình dục và xóa hàng ngàn nhóm và các trang Facebook đang cố gắng tổ chức tuyển dụng, đào tạo những kẻ lừa đảo mới. Nếu như nhận được những email về trò lừa đảo sextortion này theo FBI, những kẻ săn mồi thường ở bên ngoài Hoa Kỳ, chủ yếu ở các quốc gia Tây Phi như Nigeria, bờ biển Nga hoặc các nước Đông Nam Á như Philippines. Họ cho biết kẻ săn mồi có động cơ là lợi ích tài chính, chúng yêu cầu chuyển tiền, thẻ quà tặng, thậm chí là Bitcoin, không gửi bất cứ hình ảnh nhạy cảm nào của bạn cho bất cứ ai. Bất kể họ là ai, hoặc họ tự nhận họ là ai ngoài ra không mở bất cứ tập tin đính kèm nào từ những người mà bạn không biết ngoài ra hãy tắt và che bất cứ webcam nào khi bạn không sử dụng chúng bất cứ ai bị lợi dụng nên báo cáo tài khoản của kẻ săn mồi thông qua tính năng an toàn chặn kẻ săn mồi đang liên lạc với họ lưu hồ sơ tin nhắn vì những điều này có thể giúp cho cơ quan thực thi pháp luật xác định ngăn chặn kẻ săn mồi nếu bạn hoặc người quen của bạn đang bị lợi dụng xin bạn hãy liên lạc với văn phòng FBI qua số điện thoại 1-800-225-5324. Xả súng trường học ở Georgia, 4 người thiệt mạng, gần 10 người bị thương Các nhà chức trách đã được thông báo về cuộc điều tra của Georgia về vụ xả súng tại trường trung học Apalachee ở quận Barrow. Một nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi có báo cáo về vụ nổ súng. Ngôi trường to lạc ở Winter, Georgia, Ngoài 4 người thiệt mạng, theo cục điều tra, có 9 người phải nhập viện do bị thương sau vụ xả súng này. Những người bị thương là do súng bắn và bị thương vì tai nạn khi họ bỏ chạy. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Barrow cho biết, nghi phạm đã bị bắt giữ. Kẻ nổ súng trong trường học được cho là một thiếu niên 14 tuổi. Nguồn tin cho biết, vẫn chưa biết liệu người thiếu niên này có học tại ngôi trường đó hay không. Những gì chúng ta thấy sau lưng mình là một điều xấu xa ngày hôm nay. Theo người phát ngôn của trường học quận Barrow cho biết vụ việc đã được kiểm soát và học sinh đã được cho về vào giữa trưa. The ABC News dẫn lời một nhân chứng. Em cho biết em đang ngồi trong lớp học thì nghe thấy tiếng súng. Thiếu niên 17 tuổi đã kể với ABC rằng giáo viên của mình đã mở cửa và một giáo viên khác đã chạy vào bảo cô đóng cửa lại vì có một kẻ xả súng đang hành động. Khi học sinh và giáo viên tụ tập trong phòng, có người đập cửa lớp học và hét lên nhiều lần để mở cửa khi tiếng gõ cửa dừng lại họ nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng la hét hơn người thiếu niên cho biết lớp học của mình sau đó đã được di tản đến sân bóng đá của trường văn phòng cảnh sát trưởng cho biết nhiều cơ quan thực thi pháp luật và nhân viên cứu hỏa ems đã được đưa đến Văn phòng FBI tại Atlanta đã cử các đặc vụ đến trường để giúp đỡ cho lực lượng thực thi pháp luật địa phương. Jenna Solito, phát ngôn viên của văn phòng cho biết, tòa bạch ốc cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Biden cũng đã được thông báo về vụ xả súng và chính quyền sẽ tiếp tục kết hợp với các nhà chức trách liên bang, tiểu bang và địa phương khi chúng tôi nhận được thêm tin tức. Hoa Kỳ đã chứng kiến hàng trăm vụ xả súng bên trong các trường học trong 20 năm qua, trong đó vụ thảm sát nhất khiến cho 30 người tử vong tại Virginia Tech vào năm 2007. Vụ thảm sát đã dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về luật súng của Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Ngôi nhà ở San Jose, miền Bắc California bị cháy, bị cướp 3 lần một gia đình ở Sao Bê đã mất ngôi nhà mà họ đã có từ năm 1990 trong một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Trong những ngày sau đó, con gái và con trai của chủ nhà cho biết bọn trộm đã cướp phá ngôi nhà nhiều lần. Đây từng là phòng sinh hoạt chung của gia đình chúng tôi. Đây là nơi tôi thường đặt cây thông Noel. Đây là nơi chúng tôi thường dành nhiều thời gian nhất. Chris Saplala đã nói với tâm trạng nặng nề khi anh đi từ phòng này sang phòng khác những gì còn sót lại đã từng hiện rõ khắp mọi nơi, các mảnh vỡ và mảnh kính vỡ chất đầy trong mỗi căn phòng. Thành thật mà nói đây là ngôi nhà duy nhất tôi từng thấy và từng biết đến, tôi đã lớn lên trong ngôi nhà này. Khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 8, đội cứu hỏa đã phản ứng với một vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà. Mẹ của Saplala và một người thuê nhà tên là Eddie đang ở trong phòng ngủ trên lầu thì đám cháy bùng phát. Eddie cho biết khói dày đặc bốc lên từ garage, anh đã thoát ra cửa sổ lầu 2 và trèo xuống mái nhà với sự giúp đỡ của một số người qua đường. Sau khi ra được bên ngoài thì anh cùng với một người khác đã giúp cứu những người trong nhà. Thêm vào sự mất mát đau thương, bà La cho biết ngôi nhà đã bị cướp phá ba lần kể từ vụ hỏa hoạn. Đồ vật bị ăn cắp bao gồm đồ trang sức, bớt và những dụng cụ điện được sử dụng trong gia đình. Chúng tôi không hiểu tại sao họ lại tiếp tục lấy đi của một gia đình không còn gì cả, thật là vô tâm. Bà La nói, vụ hỏa hoạn cũng đã phá hủy hai chiếc xe của gia đình và làm hư hỏng một chiếc xe thứ ba. Nhưng may mắn là chúng tôi vẫn còn sống. Gia đình hiện tại đã lắp đặt camera giám sát để ứng phó với các tình trạng cướp bóc. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Hiện tại gia đình cho biết vẫn chưa rõ bảo hiểm chủ nhà của họ sẽ chi trả những gì. Gia đình sẽ bắt đầu một chiến dịch GoFundMe để giúp xây dựng lại ngôi nhà của họ quận San Bernardino, miền Nam California, tịch thu 36 khẩu súng và ma túy. Cảnh sát của quận San Bernardino đã tịch thu 36 khẩu súng, bao gồm 7 khẩu súng ma và ma túy, trong một cuộc truy bắt kéo dài một tuần vào tháng trước. Theo thông cáo báo chí từ SBSD, các nhà điều tra thuộc nhà cảnh sát chống băng đảng ma túy đã thực hiện 4 lệnh khám xét, hai lệnh ở Bloomington, một lệnh ở Atlanta, và một lần thứ tư ở Victorville trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8. Những tấm hình của sở cảnh sát công bố cho thấy số vũ khí bị thu giữ bao gồm súng ngắn, súng ngắn và vũ khí tấn công. Ngoài ra, các điều tra viên đã thu hồi được hơn 3 pound rưỡi ma túy. Danh tính của những người bị bắt giữ chưa được tiết lộ và chiến dịch này sẽ tiếp tục trong nhiều tháng tới để hạn chế tội phạm bạo lực bắt phá những băng đảng đường phố, bắt giữ những tên tội phạm sở hữu, sản xuất và bán vũ khí trái phép, Sở Cảnh sát đã cho biết. Chỉ huy khu trục hầm Hoa Kỳ cầm súng có ống ngắm gắn ngược mà không hay đã bị tạm ngưng chức vụ. Người chỉ huy đang thực hiện nhiệm vụ hộ vệ hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt hoạt động ở khu vực Trung Đông và đóng tại căn cứ San Diego đã bị cắt chức khoảng 4 tháng sau khi người ta phát giác ra Ông đang cầm một khẩu súng trường có ống ngắm bị gắn ngược chiều trong một tấm ảnh, theo hãng tin AP, khiến cho lực lượng hải quân bị chê cười trên mạng xã hội. Cameron Yars, sĩ quan chỉ huy khu trục hạm USS John McCain đã bị đình chức vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8, tờ San Diego Union Tribune đã đưa tin. Hải quân cho biết Yas bị tạm ngưng chức vụ do không cần tự tin vào năng lực chỉ huy khu trục hạm trang bị hỏa tiễn điều khiển vô tuyến đang viễn chinh tại vịnh Oman. Tuyên bố không nêu rõ lý do vì sao Yas bị thay thế. Vào tháng Tư vừa qua, mạng xã hội Hải quân Hoa Kỳ đăng một tấm hình cho thấy Yas đang đứng trong tư thế bắn súng trường với ống ngắm gắn ngược chiều. Hãng tin quân sự Stars and Stripes đưa tin rằng thủy quân lục chiến cười nhạo Hải quân lan truyền một tấm hình chụp một binh sĩ thủy của lục chiến đang bắn vũ khí trên chiến hạm tấn công đổ bộ uss boxer trên mạng xã hội chú thích viết rằng hình ảnh rõ nét bài viết có tấm hình chụp của yas cuối cùng đã bị xóa cảm ơn vì đã chỉ ra vị trí gắn ống ngắm trên súng trường của chúng tôi trong bài viết trước hải quân đã viết trên mạng xã hội sau đó Đại quý Alison Christie tạm thời thay thế Giles, ông là phó trưởng đô đốc đứng đầu phi đội khu trục hạm 21, một đơn vị hạm đội tác chiến hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln cũng đang viễn chinh tại Vịnh Oman. Ngũ giác đài đã đưa hàng loạt hàng không mẫu hạm đến Trung Đông trong trường hợp Israel cần giúp đỡ đẩy lùi đợt tấn công khác của Iran hoặc các quốc gia khác nếu điều đó xảy ra, các nhà chức trách của Bộ Quốc phòng cho biết. Hội đồng thành phố Huntington Beach, miền Nam California bỏ phiếu 6-1 yêu cầu ông Andrew Trudeau từ chức. Hội đồng thành phố đã thảo luận vào tối khuya của ngày thứ Ba, ngày 3 tháng 9, Phó Tư trưởng Pat Burns là người duy nhất bỏ phiếu chống. 124628 do ba nghị viên Ten Comic, Natalie Muser và Ron botton đưa ra cho rằng làm mất lòng tin của công chúng là không thể dung thứ. Nền dân chủ của chúng ta dựa trên sự công khai và trách nhiệm và khi những nguyên tắc này không giữ được, sự chính trực không còn nữa. Vì vậy giám sát viên Andrew đổ phải từ chức ngay. Trong phần thảo luận trước cuộc bỏ phiếu, nghị viên Ron botton cho rằng Cư dân địa hạt 1 hiện không có người đại diện, vì vậy ông Andrew đổ nên từ chức để người khác thay thế. Nghị viên Natalie Muser cho rằng chúng ta không thể chấp nhận tình trạng dân cử tham nhũng và tinh biết không bao giờ chấp nhận điều này. Nghị viên Tony Strickland thắc mắc rằng có ai biết số tiền này có được sử dụng để phục vụ cho cư dân không? Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận khi nói có vẻ, để rồi đòi, đòi ông Andrew từ chức thì quá sớm. Có người bị FBI khám nhà nhưng rồi trắng án, có bị gì đâu. Tôi đồng ý ông phải ra đi, nhưng tôi có một số thắc mắc. Phó Thị trưởng Pat Burns đã khẳng định, cho tới nay chưa ai bị bắt cả, cứ để FBI làm việc. Nếu ông em độ có tội, chúng ta phản ứng ngay, nên để cho Hội đồng Giám sát Orange County làm việc này trước, rồi chúng ta làm sao. Tôi không nghĩ chúng ta nên làm chuyện này ngay bây giờ, Thị trưởng Gracie Vandermark phát biểu rõ ràng là ông ấy làm mất niềm tin công chúng. Ông ấy không đi họp, không đại diện cho đi hạt một. Nghị viên Dan Comick đã chia sẻ, Nếu nói về pháp luật, tôi đồng ý với phó thị trưởng Park Burns, nhưng đây là một quyết định chính trị. Bây giờ, không có ai đại diện cho đi hạt một. Nếu thành phố chúng ta cần sự giúp đỡ của giám sát viên Andrew Đỗ, chúng ta biết tìm ông ta ở đâu. Vấn đề ở đây là chúng ta không có người đại diện cho quyền lợi của chúng ta. Huntington Beach là thành phố lớn nhất trong địa hạt 1 mà giám sát viên Andrew độ đang đại diện. Thống kê dân số cho biết thành phố này có khoảng 192.000 cư dân. Tổng lãnh sự Trung Quốc ở New York bị trục xuất Tổng lãnh sự Trung Quốc bị trục xuất sau khi cựu phụ tá thống đốc tiểu bang này bị truy tố vì làm đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc mà không khai báo. Thống đốc Kati Hoko công bố vào ngày thứ Tư ngày 4 tháng 9. Trước khi trả lời các câu hỏi bên lề của buổi họp báo không liên quan đến vụ này, bà Hoko cho hay bà đang nói chuyện điện thoại với giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao theo yêu cầu của Ngoại trưởng Antony Blinken. Tôi nói tôi muốn trục xuất tổng lãnh sự Trung Quốc ở New York và tôi vừa nhận được thông báo tổng lãnh sự này không còn ở New York, bà Hoko cho biết. Vụ này xảy ra chỉ sau một ngày, bà Linda Sun, 41 tuổi, cựu phụ tá của cả bà Hoco lẫn cựu thống đốc Andrew Cuomo bị truy tố tội vi phạm và đồng lõa vi phạm đạo luật ghi danh đặc vụ ngoại quốc, gian lận visa, buôn người, đồng lõa rửa tiền, theo bản cáo trạng công bố vào ngày thứ ba. Ông Chris Hu, 40 tuổi, chồng của bà Sun, cũng bị truy tố tội đồng lõa rửa tiền, đồng lõa lừa đảo ngân hàng và ăn cắp danh tánh người khác hai vợ chồng đã bị FBI bắt tại nhà trên đảo Long Island sáng ngày thứ Ba. Buổi chiều cùng ngày, tại tòa liên bang ở Brooklyn, New York, cả hai đều phủ nhận một cáo trạng. Tiền thế chân tại ngoại cho bà Sơn được ấn định là 1 triệu 500 ngàn đô la, còn chồng bà là 500 ngàn đô la. Vào ngày thứ Tư, thì thống đốc Hoco cho hay bà đã giúp đỡ Bộ Tư pháp DOJ điều tra vụ này mấy tháng nay và sẽ tiếp tục làm việc với DOJ Bà hậu cô nhấn mạnh hành vi của bà sinh là hoàn toàn phản bội lòng tin của hai chính quyền tiểu bang và thậm chí giả chữ ký của tôi trên giấy tờ. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul đã ra lệnh triệu tập Ngoại trưởng Anthony Blinken ra khai về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021. Ông Michael McCaul lần đầu tiên yêu cầu ông Blinken cam kết sẽ ra hầu tòa hồi tháng 5 ấn định phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9. Ông nhấn mạnh rằng Blinken với tư cách là người ra quyết định cuối cùng trong quá trình rút quân, đóng vai trò quan trọng trong việc thông báo cho luật pháp để nhằm ngăn ngừa những sai lầm tương tự. Mặc dù đã yêu cầu nhiều lần, Bộ Ngoại giao vẫn không cung cấp ngày xác nhận cho lời khai của ông Blinken. Bộ ông ho phải ban hành lệnh kêu gọi khẩn cấp. Ông Lincoln hiện phải đối mặt với thời hạn ra lấy lời khai là ngày 19 tháng 9 hoặc ông phải đối mặt với cáo buộc coi thường tòa án. Phó tổng thống Kamala Harris đề nghị khấu trừ thuế tới 50.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ mới. Đề nghị vào ngày 4 tháng 9 tăng gấp 10 lần so với khoản giảm thuế hiện tại và chính sách kinh tế mới nhất của bà Kamala Harris nhằm giành được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ sau khi bà cấp tóc tham gia cuộc đua dành chức tổng thống vào một tháng trước, Reuters đưa tin. Nghị trình kinh tế của bà tập trung vào việc đánh thuế nhiều hơn vào tư nhân và các công ty giàu có, đồng thời tăng ngân quỹ liên bang cho dịch vụ chăm sóc trẻ em và các chương trình xã hội khác dành cho cha mẹ có đi làm. Một người trong ban tranh cử nói rằng kế hoạch mới được công bố tại New Hampshire sẽ đề nghị tăng khoản khấu trừ chi phí cho các doanh nghiệp mới nhỏ từ 5.000 đô la đến 50.000 đô la. Trung bình chi phí để bắt đầu cho một doanh nghiệp mới là 40.000 đô la, nhà chức trách này nói với điều kiện giấu tên. Theo cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ, 33 triệu doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ sử dụng khoảng 46% tổng số nhân viên trong khu vực tư nhân và tạo ra 70% việc làm mới kể từ năm 2019. Kế hoạch này cũng cho phép khấu trừ thuế theo mức tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp nhỏ, tạo điều kiện dễ dàng hơn để xin giấy phép hành nghề trên toàn quốc gia và bao gồm các quỹ mở rộng doanh nghiệp nhỏ để các ngân hàng cộng đồng có thể trang trải chi phí vay ngân hàng. Vì quan chức này cũng đã nói thêm, chương trình nghị sự kinh tế chung của bà Harris có thể phải gặp lại sự phản đối từ tất cả các tập đoàn và quốc hội. Cơ quan này sẽ cần phải thông qua luật để thay đổi hầu hết các chính sách thuế và họ đã bác bỏ các đề nghị tương tự khi Tổng thống Joe Biden chuyển đến. Vào ngày 4 tháng 9, bà Harris cũng công bố mục tiêu là sẽ có 25 triệu hồ sơ mở doanh nghiệp nhỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Quan chức ban tranh cử cho biết, như vậy, con số này sẽ cao hơn số hồ sơ doanh nghiệp nhỏ dưới thời của Tổng thống Biden. Thống đốc Minnesota Tim Walz và anh trai thừa nhận bất động về đường lối chính trị. Anh trai của thống đốc Minnesota Tim Walz là Jeff Walz đã thừa nhận với News Nation rằng ông không muốn gây ảnh hưởng đến cử tri mặc dù ông phản đối quan điểm của ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân Chủ. Các bài đăng trên Facebook của Jeff Walz đã gây xôn xao trên truyền thông và mạng xã hội khi Jeff mô tả thống đốc Minnesota không phải là kiểu người mà bạn muốn đưa ra quyết định về tương lai của mình. Mặc dù nói với bạn bè trên Facebook rằng ông đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về việc công khai ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, nhưng hiện tại ông cho biết không muốn tham gia vào bất cứ chiến dịch chính trị nào. Tôi không có ý định, gia đình chúng tôi không có ý định đưa ra điều gì đó để gây ảnh hưởng đến công chúng, Jeff Walsh đã nói với News Nation. Jeff Walsh và Tim Walsh đã không nói chuyện với nhau kể từ đám tang của em trai họ, Craig, vào năm 2016. Ngoài việc vợ anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật thống đốc Walsh và một cuộc điện thoại ngắn vào tháng trước thông qua bà mẹ của họ, Jeff Walsh giải thích, Tim Walsh đã gọi điện thoại cho mẹ tôi và mẹ đưa điện thoại cho tôi. Tôi đã nói chuyện với em tôi một lúc. Khi nhóm của bà Harris đang thẩm định Tim Walsh cho vị trí phó tổng thống, Tim Walsh đã yêu cầu tôi cung cấp một số tin tức cá nhân, tin tức thuế và những thứ tương tự, và tôi đã từ chối cung cấp tại thời điểm đó. Nhưng đó chỉ là một cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 2 phút. Jeff Walsh cho biết ông buồn vì em trai của mình đã không thông báo cho gia đình rằng ông sẽ trở thành ứng cử viên, phó tổng thống của đảng Dân Chủ. Điều duy nhất tôi phản đối và tôi sẽ ủng hộ điều này 100% là chúng tôi cảm thấy tệ khi biết em tôi được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống thông qua đài phát thanh, Jeff Walsh cho biết. Mặc dù Jack Wall khẳng định rằng ông hoàn toàn không đồng ý với các chính sách của em mình, ông sẽ rời xa công chúng. Jeff đã không liên lạc với các thành viên của cả hai đảng chính trị và sẽ không có thêm tuyên bố nào với bất cứ ai nữa và chúng tôi không vận động tranh cử hay bất cứ điều gì ủng hộ hay chống lại em tôi hay bất cứ điều gì tương tự, ông Jeff đã cho biết. Cựu Tổng thống Donald Trump nói sẽ từ bỏ quyền có mặt tại phiên tòa vào ngày mai thứ Năm ngày mai thứ năm theo lịch xét xử trong vụ án thách thức kết quả bầu cử của liên bang cựu tổng thống donald trump cho biết đã ủy quyền cho luật sư đưa ra lời biện hộ vô tội thay mặt cho ông theo hồ sơ nộp vào ngày thứ ba vào tuần trước công tố viên đặc biệt jack smith đã công bố bản cáo trạng mới liên quan đến thách thức của cựu tổng thống trump cho rằng ông xúi dục bạo loạn để lật ngược kết quả bầu cử bản cáo trạng thay thế bao gồm các cáo buộc giống như bản cáo trạng ban đầu nhưng xóa bỏ các cáo buộc liên quan đến hành vi chính thức của cựu tổng thống với tư cách là tổng thống theo phán quyết của tòa án tối cao về quyền miễn trừ của tổng thống cả hai bên đều phải ra tòa vào ngày mai, ngày thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2024 để tham dự một phiên họp đã lên lịch trước trong vụ án năm ngoái. Cựu tổng thống Donald Trump đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên bang. Hồi tháng 7, tòa án tối cao đã ra phán quyết rằng cựu tổng thống Donald Trump có quyền miễn truy tố khỏi việc truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức được thực hiện khi còn đương nhiệm. Trung Quốc sử dụng mạng lưới điện toán để ảnh hưởng đến cử tri của Hoa Kỳ. Một nghiên cứu mới của hãng tình báo Grafica cho thấy Trung Quốc đang sử dụng mạng lưới điện toán để gây ảnh hưởng, làm thay đổi suy nghĩ của người dân Hoa Kỳ bằng cách mạo danh các cử tri, bôi nhọ các chính trị gia tranh cử và phổ biến các tin tức gây chia rẽ trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 của Mỹ. Nguồn tin do Reuters đưa tin vào ngày thứ Ba ngày 3 tháng 9 cuộc chiến này nằm trong cố gắng của các cuộc phân tích có liên quan đến chính quyền trung quốc và được gọi là Spamouflage, là lọng giả thành chân hoặc dragon bridge là thiên cơ hé lộ đầy những ngôn ngữ và hình ảnh mang tính biểu tượng và luận điệu tuyên truyền có mục tiêu chính trị trên mạng lưới internet theo các nhà chuyên môn thì spam đã được biết đến ít nhất là từ năm 2017, nhưng nay nó đã gia tăng hoạt động vì cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đang đến gần. Chiến dịch này tập trung tận dụng hàng ngàn trương mục trên hơn 50 trang web, diễn đàn và truyền thông xã hội. Nhà đứng đầu nhóm nghiên cứu Grafica cho biết, điểm thăng chốt trong phút trình cho thấy spam đã hoạt động tích cực hơn trong cố gắng xâm nhập và ảnh hưởng đến các cuộc đối thoại chính trị tại Hoa Kỳ. Điều này rất quan trọng bởi vì nó cho thấy các cố gắng gây ảnh hưởng của Trung Quốc nhắm vào người dân Hoa Kỳ đang tăng lên, với các ngôn ngữ lừa phỉnh mới mẻ hơn và trực tiếp nhắm vào những rạn nước cơ hữu nhưng rất tế nhị trong lòng dân chúng Mỹ. Ông Stubb nói thêm, Lưu Pengyao, phát ngôn viên Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington, DC tuyên bố Trung Quốc không có ý định nào và sẽ không can thiệp gì vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và chúng tôi hy vọng rằng phía Hoa Kỳ cũng sẽ không đưa vấn đề Trung Quốc vào cuộc bầu cử. Những thông điệp mà Spamoflich dường như không công khai ủng hộ bên nào trong thực tế chính trị của Hoa Kỳ, Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà chỉ nhằm mục đích khuếch đại những lời chỉ trích xã hội và chính phủ Hoa Kỳ ngày nay. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu nghiêng về Spamoflage của Viện Đối thoại Chiến lược ISD kể từ giữa năm 2023, các đặc vụ Trung Quốc ngày càng nhắm mục tiêu vào những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Canada gia tăng siết chặt di trú Canada đã gia tăng từ chối nhập cảnh cho du khách và thường trú nhân tạm thời bằng cách bớt cấp visa và bớt nhập cảnh cho dù đã được cấp visa theo dữ liệu của chính phủ mà reuters đã thu thập được sự gia tăng đột biến trong số lượng đơn từ chối du khách ngoại quốc diễn ra khi chính phủ của thủ tướng justin trudeau đang tuột lại trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vào năm tới cố gắng giảm số lượng thường trú nhân tạm thời và có thể là cả di dân di dân bị xem là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt và đẩy giá nhà lên cao người dân canada tự hào về việc chào đón những người mới đến nhưng các cuộc thăm dò cho thấy ngày càng có nhiều người cho rằng canada đang nhận quá nhiều di dân quan điểm đó đang được lan truyền đến các nhân viên biên giới và di trú các nhà quan sát cho biết vào tháng 7, thì Canada đã từ chối nhập cảnh đối với 5.853 du khách ngoại quốc, những người được phép rời đi, theo cách nói của Canada, bao gồm cả sinh viên, công nhân và du khách. Đây là con số nhiều nhất kể từ ít nhất là tháng 1 năm 2019, theo dữ liệu của cơ quan biên giới. Các nhân viên biên giới mỗi tháng khước từ trung bình 3.727 du khách ngoại quốc trong 7 tháng đầu năm 2024, tăng 20% so với một năm trước. Có 285 người có visa bị xem là không đủ điều kiện để được nhập cảnh vào tháng 7, cũng là nhiều nhất trong bất cứ tháng nào kể từ ít nhất là tháng 1 năm 2019, dữ liệu cho thấy. Đồng thời, Bộ phận Di trú của Canada cũng cấp ít visa hơn, tỷ lệ đơn xin visa du lịch bị từ chối so với đơn được chấp thuận cao hơn vào tháng 6 so với bất cứ thời điểm nào kể từ đỉnh điểm của đại dịch. Theo dữ liệu của di trú, trong tháng 1, tháng 2, tháng 5 và tháng 6, năm nay có nhiều đơn bị từ chối hơn là được chấp thuận. Số lượng giấy phép của du học sinh và lao động ngoại quốc được chấp thuận cũng giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm của 2022 và 2023. Người dân Canada muốn một hệ thống không mất kiểm soát, Bộ trưởng Di trú Mark Miller cho biết vào tháng 8. Phát ngôn viên của ông Miller nói, Sở di trú cam kết áp dụng chính sách và thủ tục nhập cư một cách công bằng và không phân biệt đối xử, và cho rằng sự sụt giảm trong việc chấp thuận giấy phép du học là do giới hạn được công bố vào tháng 1. Tuy nhiên, sự sụt giảm này dường như đã bắt đầu từ năm ngoái. Tám người luật sư đã nói với Reuters rằng họ đã nghe từ các khách hàng về việc kiểm tra chặt chẽ hơn đối với người đã có visa tại các phi trường và cửa khẩu biên giới trên đất liền. Tổng thống Ukraine nói Ukraine sẽ đồn trú trên đất Nga nhưng không giữ lại sau chiến tranh. Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là thành viên của NATO, nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày thứ Ba rằng Ukraine sẽ giữ lại vùng đất của Nga mà họ chiếm được kể từ cuộc tấn công vào tháng 8 vì nó cần thiết cho kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà ông dự định trình bày với các đồng minh. Tuy nhiên, ông nói với NBC News rằng Ukraine không có ý định giữ lại vùng đất này sau chiến tranh. Chúng tôi không muốn mang lối sống Ukraine của mình đến đó. Zelensky cũng xác nhận rằng Ukraine đã không thông báo cho Hoa Kỳ trước cuộc xâm nhập vào Kursk, nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố bất ngờ. Ông cũng từ chối cho biết liệu Ukraine có kế hoạch chiếm thêm bất cứ vùng đất nào của Nga hay không. Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập nhóm BRICS. Theo người phát ngôn của đảng cầm quyền tổng thống Recep Tayyip Erdogan, tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi muốn trở thành thành viên của BRICS. Quá trình này hiện đang được tiến hành. Omar Selig, người phát ngôn của đảng Công lý và Phát triển AKP, cho biết vào ngày thứ Ba, chúng tôi sẽ thông báo cho công chúng biết có bước đột phá trong quá trình gia nhập. Nếu được chấp nhận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là thành viên NATO đầu tiên trở thành một phần trong nhóm BRICS, gồm các quốc gia thị trường mới nổi lớn. Hãng thông tấn AP đưa tin, ông Kim Jong-un của Bắc Hàn được cho là đã ra lệnh xử tử hàng chục quan chức sau trận lũ lụt chết người. Một báo cáo mới từ Nam Hàn cho biết rằng nhà độc tài Kim Jong-un có thể đã ra lệnh xử tử ít nhất là 30 quan chức chính phủ sau trận lũ lụt tàn khốc vào mùa hè khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng, đài truyền hình Joseon của Nam Hàn đưa tin vào ngày thứ ba rằng chính quyền Triều Tiên đã tuyên án tử hình từ 20 đến 30 người vào tháng trước vì đã không ngăn chặn được trận lũ lụt này. Một nhà chức trách được trích dẫn phát biểu với hãng tin, khoảng 20 đến 30 cán bộ ở khu vực bị lũ lụt đã bị hành quyết vào cùng thời điểm vào cuối tháng trước. Mặc dù rất khó để biết chi tiết vì bắc hàng rất bí mật, nhưng hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin rằng ông Kim đã ra lệnh cho chính quyền trừng phạt nghiêm khắc các quan chức sau trận lũ lụt thảm khốc tấn công tỉnh Chegan gần biên giới với Trung Quốc vào tháng 7 vừa qua. Truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã đưa tin những trận mưa lớn vào cuối tháng 7 đã khiến cho 4.000 ngôi nhà cũng như nhiều tòa nhà công cộng, công trình, đường bộ, đường sắt khác đã bị ngập lụt ở thành phố Shinuzu, phía tây bắc và thị trấn Uju lân cận. Ông Kim đổ lỗi cho các viên chức nhà nước đã lơ là trong công việc phòng ngừa thiên tai, đã gây ra thương vong không thể chấp nhận được. Bắc Hàn đã từ chối lời đề nghị viện trợ từ Trung Quốc, Nga và thậm chí cả Nam Hàn, nhưng quốc gia có căng thẳng vẫn đang ở mức cao nhất trong một thời đại. Kim Jong Un đã thực hiện chuyến công du hai ngày đến Uzu vào đầu tháng 8 để gặp gỡ các nạn nhân lũ lụt và thảo luận về các cố gắng hồi phục. Trong chuyến công du đó, ông Kim đã được đài truyền hình KCNA trích dẫn là cáo buộc miền Nam đã phóng đại mức độ thiệt hại do lũ lụt lên án đó là một chiến dịch bôi nhọ và là một hành động khiêu khích nghiêm trọng chống lại chính phủ của ông. Từ Việt Nam, ông Tô Ân Sô chính thức được bổ nhiệm làm trợ lý cho ông Tô Lâm. Ngày 4 tháng 9, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm hai ông Tô Ân Sô và Trần Đăng Quỳnh làm trợ lý cho ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Ông Tô Ân Sô đồng thời phụ trách luôn Văn phòng Tổng Bí thư. Theo tờ báo trong nước vào ngày 1 tháng 6, hơn một tuần sau khi ông Tô Lâm nhận ghế chủ tịch nước, ông Tô Ân Sô là phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam cũng được nhận nhiệm vụ mới tại phủ chủ tịch, nhưng không cho biết rằng cụ thể ông Tô Ân Sô đã nhận chức vụ gì. Thay mặt những người được bổ nhiệm, ông Tô Ân Sô cho rằng đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đã được giao. Ông Tô Ân Sâu hứa sẽ không ngừng cố gắng để xứng đáng với sự tin tưởng, hoàn thành tốt trọng trách được giao phó. Bản tin cho biết, Trung tướng Tô Ân Sô, quê ở Bắc Ninh, từng làm giám đốc công an tỉnh Bắc Giang trước khi làm chánh văn phòng, phát ngôn viên Bộ Công an kể từ tháng 9 năm 2019. Đến tháng 11 năm 2021, ông Tô Ân Sô sang làm trợ lý cho ông Tô Lâm, cho đến khi ông bị miễn nhiệm ghế Bộ trưởng Công an Việt Nam để nắm các chức vụ như hiện nay. Ngoài ông Tô Ân Sô, ban bí thư còn bổ nhiệm đại tá Trần Đăng Quỳnh, trợ lý bộ trưởng công an, làm thư ký cho ông Tô Lâm. Cũng tại buổi lễ, thiếu tá Đinh Tiến Hải, thư ký bộ trưởng công an, được chánh văn phòng trung ương đảng bổ nhiệm làm thư ký cho ông Tô Lâm. Như vậy, ông Tô Lâm đã chính thức bổ nhiệm, công bố thêm 3 người có gốc công an trước đây để củng cố thêm quyền lực. Thưa quý vị, bản tin chính là kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. cho hai cháu Hồng Loan và Bảo Lộc. Tôi muốn tìm con tên là Trần Xuân Hoài, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1971 tại Sài Gòn, Việt Nam. Đã thất lạc vào tháng 4 năm 1975, lúc 4 tuổi, từ đảo Phú Quốc, Việt Nam, theo linh mục Joe Nguyễn Văn Bân, nay là Joe Nguyễn Bình An, đi Mỹ. Được biết, Linh Mục Trô Nguyễn Văn Bân đã giao hoài cho một gia đình khác làm con nuôi và cho đến nay, ông đã quên mất tên. Nay thì hoài đã được 53 tuổi và hiện đang sống tại Mỹ. Gia đình cũng đã gửi mẫu DNA test để cố gắng tìm kiếm trong nhiều năm nay. Nếu như con có nghe được tin này hay quý vị có ai biết được, xin hãy liên lạc, thứ nhất là em gái, Kim Hà Trần, số điện thoại 49 176 2761 6629 hoặc 49 178 396 35 32 hoặc cũng có thể liên lạc với mẹ ruột qua số điện thoại ở Việt Nam là cộng 84 83 510 2273 hoặc ông Nguyễn Bá Kiều, số điện thoại 84 97 238 1518 và địa chỉ email của ông là bá kiều 405 gmail.com nhờ hai cháu bảo lộc và hồng loan giúp cảm ơn rất nhiều phạm trọng lộc bảo lộc xin được đọc lại các số điện thoại liên lạc thứ nhất là em gái kim hà trần số điện thoại là 49 176 2761 6629 hoặc là 49 178 396 3532 mẹ ruột ở việt nam là cộng 84 83 510 2273 hoặc là ông nguyễn bá kiều cũng ở việt nam là cộng 84 97 238 1518 email là bá kiều 405 gmail.com Bá la và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thêm một câu chuyện vui chiều ngày hôm nay nha Loan. Rồi. Trong một lớp học, thầy giáo đang giảng bài. Như các em đã biết đó, Con người chúng ta có bốn loại máu. Nhóm A, nhóm B, nhóm AB và nhóm O người nhóm A có thể đón nhận máu từ người nhóm A hoặc nhóm O. Người nhóm máu B có thể nhận được máu từ người nhóm máu B hoặc nhóm máu O. Đang nói, thầy nhìn xuống dưới, thấy anh Tèo mãi mê nói chuyện. Thầy bực mình mới gọi, nè Tèo, em đứng lên, nói cho các bạn biết. Ai có thể nhận tất cả các nhóm máu mà không bị ảnh hưởng? Nãy giờ có nghe gì đâu, nói chuyện hoài mà. Gãi đầu, giật mình và nói, dạ dạ thưa thầy đó là con mũi <laughs> mũi chích máu nào cũng vô hết máu nào cũng chết hết à, hay, hay. không có ngừa máu nào hết máu nào nó cũng hút hết. <laughs> mà đúng ra là nhóm máu O phải không ừ. nhóm máu O là, là 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 coi như thông dụng nhất có thể giúp cho những cái nhóm máu khác được ừ. mà cái khó nhất mà đối với những người mà có cái nhóm máu AB là rất là khó đúng Thì rồi rất ít người có nhóm máu đó đúng rồi đó là theo mình hiểu biết được chút chút vậy thôi <cười> <cười> ok ngày hôm nay lộc lan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại